KV xin kính chào quý vị Đó nói xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của quốc Society TV. Hôm nay bản tin ngày 14 tháng 12 năm 2020 bao gồm những nội dung sau đây. Một số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump lên kế hoạch lật ngừa kết quả bầu cử ở Quốc hội Mỹ sắp tới. Người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tình ở thủ đô Washington DC kêu gọi tiếp tục đấu tranh cho cuộc chiến pháp lý. 10 chuyên gia quốc tế khởi động cuộc truy tìm nguồn gốc COVID-19 từ Vũ Hán màn phóng tên lửa uy lực của tàu ngầm hạt nhân Nước Nga, Việt Nam được Mỹ hỗ trợ thúc đẩy triển khai năng lượng sạch, Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, nghệ sĩ và khán giả đội mưa tiễn biệt gian hài trí tài lần cuối tại Việt Nam và lịch trình tang lễ được cử hành tại Mỹ. Một số nghị sĩ cộng hòa lên kế hoạch thách thức kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn tại Quốc hội Mỹ. Họ tuyên bố rằng sẽ lật ngừa kết quả bầu cử và phút chót khi Quốc hội họp toàn thể vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 sắp tới để kiểm phiếu đại cử tri đoàn và tuyên bố ứng viên đắc cử Tổng thống Mỹ. Người dẫn đầu nỗ lực này là hạ nghị sĩ Mo Brooks, nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Alabama, cùng với một nhóm đồng minh khác ở Hạ viện. Ông Brooks đã lên kế hoạch thách thức kết quả bầu cử ở năm bang, gồm Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia và Wisconsin họ đưa ra hàng loạt các cáo buộc khác nhau nhằm vào những tiểu bang này, từ gian lận bỏ phiếu đến sai phạm trong tổ chức bầu cử. Theo Hiến pháp, chúng tôi có vai trò lớn hơn nhiều so với tòa án tối cao hay bất cứ thẩm phán liên bang hoặc tiểu bang nào. Ý chúng tôi là phán quyết cuối cùng, ông Brooks nói. Theo Hiến pháp Mỹ, cũng như đạo luật về kiểm phiếu đại cử tri ra đời năm 1887, thách thức hết kết quả bỏ phiếu đại cử tri, đoàn cần được đệ trình dưới dạng văn bản, có chữ ký của một thành viên hạ viện và một thành viên thượng viện. Dựa vào kết quả kiểm phiếu phổ thông của các bang, truyền thông Mỹ tính toán rằng ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden sẽ đắc cử với 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump thì chỉ giành được 232 phiếu. Cho đến ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn không chấp nhận kết quả này và cáo buộc cuộc bầu cử đã gian lận tại nhiều tiểu bang. Hàng chục ngàn người đã ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và biểu tình ở Washington DC ngày thứ Bảy 12 tháng 12 vừa qua để ủng hộ Tổng thống Trump và kêu gọi ông hãy tiếp tục đấu tranh cho cuộc chiến pháp lý. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi tối cao pháp viện bác đơn kiện của Texas đòi hủy kết quả bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania, Michigan, Georgia và Wisconsin, cả bốn tiểu bang mà ông Joe Biden giành chiến thắng bầu cử tổng thống. Những người biểu tình đã cầm cờ và đội nón in hình tổng thống Trump tập trung tại Freedom Plaza gần tòa Bạch Ốc. Họ đã hô to khẩu hiệu thêm 4 năm nữa và hãy ngăn chặn ngay cuộc ăn cắp bầu cử nhằm hối thúc Tổng thống Trump hãy tiếp tục tranh đấu để được ở lại tòa nhà Bạch ốc. Người biểu tình nói rõ, họ sẽ tiếp tục đấu tranh, bất chấp truyền thông cũng như phán quyết của tòa và sẽ không chấp nhận ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ. Phát biểu tại cuộc biểu tình, tướng về hưu Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump, tuyên bố ông tin chắc ông Trump sẽ ở lại tòa Bạch ốc thêm 4 năm nữa. Tổng thống Trump tỏ ra rất thích thú trước cuộc biểu tình ủng hộ ông ở DC đó là thành trì của Đảng Dân Chủ. Mười nhà nghiên cứu khắp thế giới đã phối hợp với các nhà khoa học Trung Quốc trong cuộc điều tra tìm cho ra nguồn gốc đại dịch Covid-19. Họ mong rằng sẽ có câu trả lời sớm nhất sau một năm vừa qua khi mà đại dịch bùng phát trên khắp thế giới đã khiến hơn 70 triệu người mắc bệnh, trong đó có 1,6 người tử vong. Tìm câu trả lời về cách thức một loại virus mới lần đầu tiên nhảy từ động vật sang cơ thể người luôn là một công việc thách thức với các nhà khoa học. Tuy vậy, nhóm điều tra quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO dẫn đầu vẫn quyết tâm tìm ra nguồn gốc của COVID-19. Đội ngũ này dự kiến gồm 10 chuyên gia quốc tế. Họ sẽ phối hợp với các nhà khoa học Trung Quốc để tiến hành cuộc điều tra ở tâm diệt Vũ Hán. Đến nay, nguồn gốc đại diệt vẫn là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi, thậm chí kéo theo những căng thẳng chính trị giữa các quốc gia. Các nhà khoa học đồng tình rằng virus gây COVID-19 giống như 70% các loại mầm bệnh khác được phát hiện trong 50 năm qua có nguồn gốc từ động vật và nhiều khả năng là từ con rơi. Nghiên cứu sẽ bắt đầu từ Vũ Hán, là nơi đã xuất hiện ca bệnh đầu tiên, từ đó sẽ có thể mở rộng cuộc điều tra theo nhiều hướng khác. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khẳng định rằng cuộc điều tra sẽ được tiến hành trên cơ sở khoa học. Ngoài ra, WHO và các chuyên gia nhấn mạnh công chúng cần kiên nhẫn bởi cuộc điều tra có thể mất vài năm. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 12 cho biết đã đăng một đoạn video ấn tượng ghi lại khoảng khắc một trong những tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei tối tân của Nga đã phóng loạt 4 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong cuộc tập trận gần đây. Cả bốn tên lửa Buleva phóng từ biển Okhotsk thuộc vùng biển Đông của Nga, được cho là đã bắn trúng các mục tiêu tại một thao trường ở phía bắc nước Nga. Một tên lửa buleva có khả năng mang từ 6 đến 10 đầu đạn, với lượng hạt nhân tương đương 100 đến 150 kiloton mỗi đầu đạn, có thể tàn phá bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà nó tấn công. Tàu ngầm Ladimer, Mononac, dài 170 mét là một trong bốn tàu ngầm lớp Bore mới nhất của Nga. Tàu được thiết kế có thể mang 16 tên lửa Buleva, ngoài ngư lôi và tên lửa hành trình. Tàu ngầm thứ năm mang tên Kida Ole sắp bắt đầu thử nghiệm và có thể được đưa vào biên chế Hải quân Nga từ 1 đến 2 năm tới. Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ, dự án an ninh năng lượng đô thị Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tài trợ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ngày 14 tháng 12 đã ký bản ghi nhớ nhằm chính thức hóa quan hệ đối tác với mục tiêu hỗ trợ những nỗ lực sản xuất điện mặt trời áp mái tại Việt Nam. Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam đang tăng tới 10% hàng năm, đòi hỏi Việt Nam phải sử dụng các công nghệ năng lượng sạch và hiện đại để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường, đồng thời cung cấp dịch vụ điện cho hơn 20 triệu hộ gia đình. Nhận thấy tầm quan trọng của tăng trưởng xanh, Việt Nam đã đặt ra những chỉ tiêu cao nhằm tăng công suất điện mặt trời áp mái đến năm 2025 và triển khai các công cụ giúp khách hàng hiểu về cách sử dụng năng lượng sạch hơn. Trong 5 năm vừa qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã cam kết hơn 40 triệu USD hỗ trợ ngành năng lượng tại Việt Nam và dự kiến sẽ cam kết thêm 36 triệu đô la trong 5 năm tới. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và tập đoàn điện lực Việt Nam nhằm áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất trong thiết kế và thực hiện tăng hiệu suất hoạt động ngành điện để đảm bảo tiếp cận nguồn năng lượng đáng tin cậy, bền vững và bảo đảm. Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất cho thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số gần 180.000 người của huyện đảo Phú Quốc thành phố Phú Quốc, giáp thành phố Hà Tiên, hiện Kiên Lương và các nước Campuchia, Thái Lan. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng nêu vấn đề huyện đảo Phú Quốc có tới 50,22% diện tích rừng và vườn quốc gia Phú Quốc chiếm tổng cộng 61,5% diện tích là nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức quan trọng của Phú Quốc và cả nước. Việc thành lập thành phố Phú Quốc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thu hút mạnh đầu tư sẽ có những tác động ảnh hưởng nhất định đến môi trường trên địa bàn. Từ đó, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị tỉnh Kiên Giang giải trình làm rõ thêm mức độ ảnh hưởng của việc phát triển đô thị đến việc bảo tồn diện tích rừng và phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng, sử dụng và bảo vệ diện tích rừng và vườn quốc gia Phú Quốc, cũng như có phương hướng, giải pháp để hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa đối với môi trường và định hướng phát triển bền vững, đồng bộ của huyện đảo Phú Quốc. Chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, nhiều nghệ sĩ và hàng ngàn khán giả đã tới viếng dân hài trí tài tại nhà tăng lễ quốc gia phía Nam. Mọi người theo dõi và muốn nhìn những giây phút cuối cùng của dân hài ở Việt Nam khi mà quan tài được di chuyển ra tới sân bay Tân Sơn Nhất để về Mỹ. Tang lễ cố nghệ sĩ trí tài được diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự tang lễ có hàng nghìn người hâm mộ và đông đảo các nghệ sĩ đồng nghiệp của ông. Trong tang lễ, ca khúc nhỏ ơi của nhạc sĩ Quang Nhật với giọng hát của nghệ sĩ trí tài đã được vang lên khiến ai cũng bật khóc. Đây là ca khúc mà khi còn sống ông đã thường hát cho hàng triệu khán giả cả nước nghe qua các chương trình truyền hình. Khi về đến Mỹ linh cữu của ông sẽ được đưa tới nhà quàng Pick Family, số 7801 Bosa Avenue, California 92683. Dự kiến, ngày 18 tháng 12, thánh lễ sẽ được diễn ra tại nhà thờ Thánh Linh. Lễ viếng tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 19 và ngày 20 tháng 12. Lễ hỏa táng và an táng diễn ra vào chiều ngày 20 tháng 12 tại Mỹ lễ tang của cố nghệ sĩ Trí Tài sẽ do anh trai là ông Trí Thiện lo liệu cùng gia đình. Nguyên nhân, vợ của cố nghệ sĩ đã không thể chủ trì vì cô đang quá suy sụp do sự ra đi đột ngột của chồng. Từ lúc dân hài Trí Tài qua đời, thì Hoài Linh là đại diện cho gia đình và nghệ sĩ nhận trách nhiệm lo việc hậu sự cho Trí Tài ở Việt Nam. Việt Thương phụ giúp Hoài Linh trong việc chuẩn bị giấy tờ, thủ tục để đưa thi hài của cố nghệ sĩ về Mỹ với gia đình sự đi của dân hài trí tài đã để lại bao nhiêu xót thương cho khán giả Việt Nam ở khắp mọi nơi. Cầu xin cho linh hồn như xe của anh được hưởng tôn nhân Chúa. KV xin cảm ơn quý vị đã đón xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của Vũ Bộ Xe TV. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành.